Chào các bác nhé. Rất vui lại gặp lại các bác ở một cái video ngắn hôm nay. Hôm nay thực sự rất là vui các bác ạ. Với cái dòng kéo Made in Japan của hãng thép SK5. Thì với cái mẫu kéo này thì em trông đợi rất là lâu. Hôm nay thì lại về có 2 thùng thôi, rất là ít. Em sẽ đăng tải luôn như thế này. Để các bác mà trong thời gian vừa qua gọi điện bên em hết thì liên hệ lại nhé. Đây là dòng kéo của Made in Japan. Đấy, dòng kéo chất liệu thép SK5. Với cái mẫu này thì em đăng tải lần này chắc là lần thứ 2. Cái mẫu này thì nó rất là ít. Em sẽ mở cái kéo này ra cho các bác nhà mình nắm được cái dụng cụ này, chất liệu của nó này. Các bác nhìn cái bản lưỡi của nó rất là đẹp, chống trượt sâu. Đấy, đây là cái mặt trái của chiếc kéo nhé. Các bác nhìn những chiếc kéo xịn thì đầu tiên là cái phần ốc này của nó này. Cái phần ốc này của nó rất là tinh tế nha các bác nhé. Đấy. Và em cũng chi tiết tới các bác mà khi các bác dùng kéo, nhất là các bác làm vườn, các bác làm cây không để ý. Cái ốc này nó sẽ có một cái tác dụng rất là tốt trong thời gian lâu ngày các bác sử dụng. Mà hiện tượng của chiếc kéo mà nó hơi có khả năng là há miệng ra đấy. Thì các bác chỉ cần lấy cái cà lê, các bác xoáy xiết lại một chút thì chiếc kéo của các bác lại dùng ok như mới nha các bác nhé. Đấy. Và cái lẫy chốt của nó này, các bác nhìn một chiếc kéo xịn, cái lẫy chốt của nó rất là đẹp nha các bác nhé. Đây là hai cái ốc vít. Chất liệu thép lưỡi của nó là chất liệu SK5, còn phần tay của nó là phần tay đúc, tay nhôm hợp kim đúc. Chiếc kéo này các bác nhìn này, nhưng cầm rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Đây là cái phần tay cầm này. Và đây là cái mặt phải của dòng kéo này, chữ thép SK5 Made in Japan. Với cái ốc này thì nó cũng sẽ khác hẳn với chiếc kéo khác nhé. Em mở kéo ra để các bác nhà mình xem. Đấy, các bác sẽ mở kéo ra đây. Các bác thấy cái chế độ tự mài của nó có sắc nét không? Đây là chế độ tự mài nhé. Với các bác mà làm cà phê, làm điều, làm cao su, các bác miền Bắc thì làm bòng, làm bưởi, làm nhãn, làm vải, sắp sửa tới cái thời điểm là các bác tỉa cành, thì đây là một cái sự lựa chọn đứng đắn nhất để các bác chọn cho mình một chiếc kéo tốt. Ở cái mẫu kéo này mà các bác mà lần đầu tiên khi xem được cái kênh của em tiếp cận ở tới các bác, các bác mà quan tâm tới nhiều dụng cụ nông nghiệp, các bác đừng quên nhấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh các bác nhé. Nhấn 2 lần vào quả chuông để xem rất nhiều những cái dụng cụ hay, những cái dụng cụ làm nông nghiệp của bên cơ sở em. Cái mẫu này thì sau đây em sẽ báo giá luôn để các bác nhà mình xem sẽ nắm bắt được. Cái dụng cụ kéo này thì bên cơ sở em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Giá sẽ miễn phí ship 100% khi các bác mua hàng nhé. Đấy, lò xo. Một chiếc kéo thì sẽ được tặng theo một lò xo đây các bác này. Một lò xo vô cùng là cứng cáp và chắc khỏe. Đấy, tặng thêm một cái lò xo. Em sẽ quay thật gần để các bác nhà mình xem được cái mẫu kéo này. Thực sự nó rất là đẹp và nhìn cũng đã cảm giác là nó rất là chắc chắn. Các bác mà cầm vào tay mà thử cắt nhé thì mới thấy là nó rất là tuyệt vời. Ở mẫu kéo Made in Japan của hãng thép SK5 này, bên cơ sở em Thảo đang gửi tới các bác, giá sẽ là 200.000. Giá miễn phí ship trên toàn quốc các bác ạ. Đấy. Dụng cụ kéo này thì hôm nay nhà em cũng không về nhiều nhé. Nếu như các bác mà có dặn em thì hãy liên hệ luôn. Số điện thoại thì em để ngay cạnh dưới video đấy ạ. Đấy là hai số chính để em tư vấn tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây cảnh. Thì đây đang là một cái dụng cụ làm vườn lý tưởng nhất các bác nên lựa chọn. Ở thời điểm sắp sửa phải tỉa cành rồi, những vườn nhãn, vườn bưởi và vườn cà phê, điều. Đấy, nhất là các bác làm cà phê nhé. Em thấy các bác quan tâm tới một chiếc kéo tốt lắm. Thì đây là một chiếc kéo siêu bền luôn. Siêu bền, chắc khỏe. Những cái ốc chốt đó đã khẳng định nên một chiếc kéo rất là chất lượng nhé. Ngay từ những cái ốc chốt này. Đây là SK5 chữ chìm. Made in hoàn toàn là chữ chìm hết nha các bác nhé. Đấy. Và cái lưỡi kéo của nó thì em sẽ quay thật gần để các bác nhìn được cái chống trượt này. Cái chống trượt. Và đặc biệt nó là cái chế độ tự mài. Vành chế độ tự mài. Rất là sắc nét. Với một chiếc kéo chất lượng như thế này thì các bác hãy sử dụng khi mà sử dụng xong. Các bác lên nhớ bảo quản nhé. Lau cho nó một chút dầu và cất đi để sử dụng vào lần sau. Đây là trong cái hộp kéo của nó này. Nó là dòng kéo Nhật 210. Đấy. 210. Với chiếc kéo này thì bên cơ sở em là những cái dụng cụ loại 1. Em sẽ đưa tới các bác những cái dụng cụ tốt nhất nhé. Nên khi các bác đặt hàng các bác yên tâm về chất lượng. Tới tay thì các bác hãy bỏ ra kiểm tra hàng thật cẩn thận trước khi trả tiền.
Đấy, bên cơ sở em Trường Thảo là đơn vị chuyên cung cấp với tất cả những cái dụng cụ làm cây, những cái dụng cụ làm bonsai, dụng cụ đi rừng đầy đủ nhất. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Đấy, để được gắn kết, gắn bó lâu dài, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn hai lần vào quả chuông, để mỗi khi em đăng tải một cái dụng cụ nào thì các bác sẽ nhận được ngay để lựa chọn, để theo dõi, chọn cho mình một cái dụng cụ chất lượng và thích hợp nhất với công việc của mình. Với hàng mấy nghìn sản phẩm đang chờ đón các bác, rất vui các bác đã xem video. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau, em sẽ gửi tới nhiều dụng cụ hơn nhé.